Xin chào cả nhà nha. Sáng nay Lan đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi nha bà con. Bò né ngon chưa? Cái này né thiệt nha, chứ không né chơi à. Nãy mình ngủ em mình qua ăn chơi chọc nó, nó nói nó không dám quá, sợ 5.000 đồ. Xin chào cả nhà nha. Bây giờ trưa nay Lan đang chuẩn bị làm món bò né ăn nha bà con. Thì bò né Việt Nam thì người ta không có để nấm nha, mà tại Lan ở đây Lan muốn ăn thì Lan để nấm vô thêm, Lan chiên thêm vô bò, trứng, củ hành, cà tomat, rồi Lan chiên thì bằng bơ nha. Bây giờ bắt đầu Lan đi làm. Rồi bây giờ Lan để bơ vô nha. Cái chảo bây giờ để nấm vô, để bò vô. Củ hành vô, nấm, chuẩn bị nhiều, cái này đang xào nấm cơ bên đấy ra, để nó nhỏ quá bà con, nó chặt chỗ quá, xào bên đấy ra bớt đi, nấm với củ hành mình lấy ra, nó chặt chỗ mình quá, tiếp tục xào nấm củ hành đây nè. Để bơ đi. Bây giờ Lan chở cái miếng thịt bò này được rồi đây. Rồi ngon lắm. Lan thì ăn một cái trứng thôi nha, Lan để trứng vô. Để nấm ngược vô. Rồi bây giờ xong rồi Lan để tô bát bò vô nhé. Một cái dĩa của Lan rồi nha. Bây giờ cái dĩa đi vô. Dĩa bên này là của anh Liên. Rồi bây giờ được rồi, Lan Lan tắt lửa, Lan lấy ra nha. Xong rồi nha bà con. Bò né. Xin chào cả nhà nha. Sáng nay Lan đã chuẩn bị xong cái món bò né rồi nha. Mời bà con ăn với hai chồng Lan cái món bò né nha. Ngon chưa? Mời bà con ăn bò né với hai chồng mình nha. Giờ anh ăn ớt này ha, anh muốn thử ớt của mày cò không? Ớt nào? Có ớt gì nè? Không. Ăn cái hiệu tam thái tử đi. Ông không thích tam thái tử. Cái ớt hiệu mới rồi con để anh ăn thử cái nó sao. Thật ra không có cay nhiều, nó để hot chili chứ cũng không cay nhiều. Mushroom em còn ở đây nè, anh muốn ăn anh để thêm. Bữa nay Lan thấy ở Khâu nó có bán xài à bà con. Một trái như là 3,5 đồng, 3,5 đồng như ta. Một đồng thì 16.000. Khoảng 60.000 á. Nó mấy ngàn. Khoảng 60.000 bà con. Tính gỡ vậy, mời bà con ăn bà con ơi. Ừ.
Có cái bò gì nè, đang mua 2 miếng bò này. 2 miếng bò lớn có 12 đồng mà 11 đồng mấy à. Mà Lan làm có con nửa thôi là có 5 đồng mấy à. Với lại cái trứng đâu có nhiêu tiền đâu. Đồ ăn Úc mình rẻ lắm bà con ơi. Mời bà con. Mới đây 2 tuần mình nhàn hạ được 5 rồi đó anh. Cái dĩa này nè, là mua sao nó cái sắt nó không có tốt bằng cái này. Cái này nó nặng dữ lắm. Cái nó dễ hiều à. Cái này một lần mua là để dành ăn đồ xào mông cổ đó, bò xào mông cổ. Để kể bà con nghe nha, hồi nãy chọc cái cô em á, nhắn cổ nói mày đi qua đây tao làm bò né cho mày ăn. Cổ nhắn lại, cổ nói thôi né luôn đi để phạt 5.000 đồng. Sao lóc lại? Ừ. Ở đây mà lén lút qua lợi với nhau á là phạt 5.000 đồng nha. Các chính phủ cấm người này người kia lén qua lợi hơn là cho anh. Chính phủ mới bắt mình hơn là đi bắt game nữa. Nói mẹ vậy đi bà con. Phạt tới 5.000 á. Ở số mà nó gặp mình mà lén lút qua lợi nhau nó báo cảnh sát. Cảnh sát phạt, chính phủ phạt 5.000 đồng á. Bởi vậy mà từng rồi đó mình phải đi là phạt đó, gặp con mình á chánh phủ cho hẻm nhau gặp ngoài công viên chứ không có cho lại nhà, cho nên con gái mình đâu có về nhà được đâu, nó phải hẻm với nó ngoài công viên đó, rồi mẹ con xuống nhau gặp tới đó nói chuyện đồ chơi. Mình đi lại nhà hàng á Thái đồ này kia nhà hàng mình ăn á, ví dụ như đồ xào mông cổ đi, nó để trong dĩa thì nó tính mình 13 đồng, nó cộng thêm cái dĩa này nữa nè là thêm 2.50 nữa. Bữa hổm ăn đi ăn làm biết đó. Nó nướng thêm cái dĩa này nó tính thêm 2.50 ở nhà hàng Thái ở đường Sigo á, mà đi ăn đồ xào mông cổ mà ăn trong cái dĩa thường thì không có ngon. Ở trong cái gì sát vậy là nó nổ lục bột vậy đó, mình ăn mình mới thấy ngon. Sáng làm thì ăn ngon. Đơn giản. Không dám đơn giản đâu. Đơn giản thì ngon. Đầu mùa chắc có bị chua, xài đầu mùa để hỏi thử á. Cái này bỏ đi. Anh nghĩ trái nào chín hơn vậy chồng? Này hả? Này hả? Chua. Thì gọt xả ăn bà con ơi. Ông xả mình không nói trái này chín hơn là mình đang thấy trái nào hình như nó cũng còn sống hết đó. Cái này xài cái Winsland nè bà con ha, là ở Darwin gì nè. Chắc Darwin quá. Này ở đầu trên nước Úc nè, nóng. Mời bà con ăn xài nha. Không biết chua hay không để làm thử. Mời cả nhà. Ở phía trong còn hơi chua. Tại đầu mùa con ơi. Đầu mùa ăn gì là cũng được à. Thôi anh ăn chơi đi. Cái khúc đầu á nó ngọt, ở dưới đít nó hơi chua. Nghĩ xài này cái màu này thẳng chua. Tắm được. Ăn cái này nó chắc hơn. Ăn mà hơi nhăn mặt. Nó cũng được, đường nó không ngọt. Không ngọt gì mấy. Cái này ăn đỡ thèm nha bà con. Tôi nha. Cái tóc viên nha.
Thôi tới đây là hai chồng Lan xin kết thúc phim. Bà con coi có thích cho tụi mình xin một like ủng hộ tụi mình giùm. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ quý báu là coi phim mình nha. Thành thật cảm ơn nhiều. Bye bye. Bye bye bà con.